300 đô. Anh đứng mà khi nào em quay lại anh nghe đằng sau em không ạ? Anh hiểu không? Tình như lúc support tại em đã block cái hướng đó rồi mà đập qua em không phải là gì, mà đập qua em sẽ là roll hay là block, nó tốt hơn sau thôi. Mãi cứ anh thấy em move là anh phải nói là anh đứng đó là anh chịu move à. Rồi anh đừng có né cho Sunny quá. Sunny đã đứng lấy cái cốc đó thì có cái angle rồi. Anh đứng vô giữa nữa là anh đâu có làm gì được nữa. Là cái nguyên cái line của mình nó open luôn. Anh hiểu không? Đặng thôi. He crossed the line.
over, over. Go. Ah.
Thank you.